Rồi, hello xin chào cả nhà. Đã quay trở lại cái kênh của em, kênh của 24.vn. Và hôm nay cửa hàng của em thì có ba cái sản phẩm kiềm tuốt dây điện của Nhật Bản. Thì mỗi một cái sản phẩm mình sẽ dành cho một cái phân khúc. Giống như cái kiềm này thì chúng ta dùng trong gia đình. Lâu lâu chúng ta sử dụng, gọi là DIY, lâu lâu sửa máy móc các thứ, nói chung là có cái để mình xài. Còn một cái nữa là cái dòng sản phẩm này của Tesura, mới 100%, mới về luôn mình sẽ giới thiệu kiềm tuốt dây điện. Thì cái kiềm này nó rất là chất lượng ha. Và nó có thể để cho anh em thợ thầy sử dụng rất là ok. Cái thứ ba nữa là cái kiềm này cao cấp hơn là của Mary thì là sản phẩm rất là cao cấp rồi. Hiện tại là bên mình đang bán cái sản phẩm này và dường như chưa có ai bán ở Việt Nam. Do cái đặc thù của nó là mắc tiền đó, chất lượng cao cấp mà. Mình sẽ đi từng cái một, mình sẽ tuốt thử từng ba cái cho mọi người xem. Trước tiên là cái kiềm này mình đã có review rồi, có giới thiệu rồi, và hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cái kiềm tuốt dây điện này của Taiwan, tức là audio là Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Đài Loan. Cái này thì giá của nó là 335 ngàn, và mã đặt hàng của nó là EV2301, 335 ngàn cho cái cây này. Giá rất là rẻ so với cái cây của hàng Đài Loan hiện tại ha. Hàng Đài Loan tại nó giá tới 400 mấy nè, nhưng mà cây này mình chỉ có 335 ngàn thôi. Lưu ý với mọi người cái kiềm này là chỗ này là nó bằng nhựa ha, và phía bên trong này cũng là bằng nhựa. Cái chỗ của ốc xoay này ở phía trong cái gờ nó móc lại nó bằng nhựa, nên chúng ta lưu ý là nếu chúng ta dặn vừa phải và đừng có dặn cố quá hoặc là kéo gịch ra, dĩ nhiên là sẽ gãy, nếu mà hàng xịn cỡ nào cũng gãy, tại vì nó là nhựa phía bên trong này đó. Cái này để chúng ta dùng để chúng ta tăng chỉnh cái kích thước mà tuốt dây điện thôi ha. Rồi mình sẽ tuốt thử cái này là sợi dây này là 2.5 ly. Cái loại này thì nó cái là nó tiện dụng, cái là bấm vào là tuốt ra như thế này thì nó nhanh gọn ha, nó không cần mình phải để vô cái cỡ nào hết, cái cỡ nào mình cắt cũng được, và nó có cái lưỡi cắt như thế này ở dưới này ha, rất là tiện. Dĩ nhiên là cái cây này thì nếu mà anh em làm thợ thầy và sử dụng mỗi ngày và với cái tần suất tuốt rất là nhiều thì cái cây này thì không nên mua, tại vì cái này mà tuốt quá nhiều thì nó gơ ha. Dĩ nhiên rồi, cái kiềm này lâu nó cũng vậy, 300 mấy 400 ngàn kiềm tuốt dây điện này cỡ này là ngon rồi ha. Còn những anh em mà chúng ta tuốt với cái tần suất cao thợ á, một ngày người ta tuốt rất là nhiều ha. Cho nên là đối với cái kiềm đó thì cái cây này thì sử dụng vẫn ok thôi, vẫn ngon lành, nhưng mà nó sẽ không có được bền lâu ha. Không bền lâu đó. Thì tiền nào của đó, nhưng mà chất lượng tốt, cái lưỡi rất là bén, và cái lưỡi tuốt này nó rất là ngọt ha, tuốt rất là đẹp đó. Rồi thêm một cái nữa, tiếp tục là cái này là 335 ngàn, mọi người, mã đặt hàng là EV2301. Cắt nó đi để mình tuốt lại đi. Cắt rất là ngọt, mặt cắt rất đẹp và mặt tuốt đẹp nữa. Tiếp tục là cây này của Tesura, cây này cao cấp hơn, chất lượng cao hơn rất là nhiều, của hãng Tesura. Đây, hãng Tesura ha, Tesura. Thì cái cỡ này là mình đang mua cái cỡ phổ thông anh em sử dụng nhiều nhất. Ở đây nó có cái cử cho chúng ta để chúng ta tuốt ha, cử này, cử chúng ta có thể chỉnh ở đây, chỉnh chỗ này để kéo ra
ở phía bên trong này nó có cái kích thước, cái thước đo nè, để chúng ta có thể biết được là mình đo mình cần tốt cái khúc bao nhiêu. À, và ở đây là các cỡ là 1.0, 1.6, 2.0, 2.6 và 3.2 dường như là sử dụng nhiều nhất, anh em sử dụng nhiều nhất. Đây, để cái camera nó lấy nét hơi chậm. Đó. Ha. 1.0, 1.6, 2.0, 2.6 và 3.2 mm. Đó. Cái này là nó y như của thằng Vessel hoặc là của thằng Fujiya. À, hiện tại là cái kìm của Fujiya cũng có cái kìm tốt giống như vàng màu xanh, và nó cũng sản xuất, đây một cái bật mí nữa, sản xuất tại Đài Loan. Đài Loan. Kìm tút dây điện kiểu này nha, cái kiểu này, công nghệ này hiện tại là công nghệ của Đài Loan. Của Đài Loan. Kìm mặt veo, kìm Fujiya, kìm Toshiba này là đều là hoàn toàn Đài Loan hết. Nó không để là nội địa, một nó không để là Make in Japan đâu, thường là mua về là sẽ không để. À, của Fujiya cũng vậy, mà như một cái kìm Fujiya thì nó tới 1.4 triệu một cây như thế này, y chang luôn. Những cái này mình mua ở hãng, chính hãng họ nhập về, cho nên giá bên này, bên Việt Nam bán bao nhiêu là bên Nhật bán bao nhiêu ha. Đó, giá bên Việt Nam bao nhiêu là giá bên Nhật nó bao nhiêu bấy nhiêu. À, cái kìm này bây giờ mình sẽ tuốt thử ha, cao cấp luôn nha, rất là chắc chắn và dày. À, mọi người xem. Đó. Cái cỡ này 2.0 và đút vô đây, mọi người xem là cái cỡ tuốt nó rất là đẹp luôn ha. Nè, tuốt rất là gọn và không có một chút xíu nào dính tới cái sợi kẹt ở sợi đồng. À, cái ruột bên trong. À, cái mạch tuốt rất là đẹp và tuốt cực kỳ nhanh luôn. Đó. Nó cái nhược điểm của cái kìm này thôi là nó không có cái cắt như thế này, nhưng mà nó lại bền hơn so với cái loại này bền hơn nhiều. À, mọi người thấy là hàng bãi nó sử dụng á, ta đã thấy những cái kìm của hàng bãi là nó bền nó như cái nào, tức là đã qua sử dụng rồi, cũ rồi nhưng mà nó vẫn còn sử dụng tốt, tuốt tốt. À, và đặc biệt khi mọi người mua những cái kìm này, khi mà sử dụng một thời gian, cần thay cái miếng lưỡi này thì bên hãng nó cũng có thể nó cung cấp cho mình được. À, kìm này theo mình sẽ thì sử dụng khoảng rất là lâu, khoảng 2 năm trở lên đó. À, và giá thành nó cũng rất là hợp lý luôn, chỉ có 775.000 thôi. 775.000, mã đặt hàng là TT2302, 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 775.000 một cái như thế này, khi chúng ta chuyển khoản sẽ được miễn phí vận chuyển cho những cái kìm này. Rồi, tiếp tục là cái kìm của mắc nhất hiện tại tại shop là của Mary. Thì cái kìm Mary này nó sản xuất cho thị trường các nước là Japan, Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc, này DE là không biết gì nữa, Pháp, Anh và Ý. À, còn chữ DE này là như là không biết tắt là chữ gì. Rồi, và sản xuất 100% tại Nhật, Making Japan. Đó, cái kìm này bên mình bán rất là rẻ luôn rồi đó, mình bán rẻ nhất. Mình bán một cái này, cái kìm này lại rất ít, nhưng mà tại vì mình khoái, mình thích cái kìm xịn, mua để có cái để anh em, có những anh em người ta cần cái nhu cầu cao hơn ha, thì người ta sẽ mua cái những cái kìm này. Thì cái kìm này nó tuốt tối đa được, cái lỗ nó bự chà bá luôn, thấy không, lỗ nó khi mà ta khép lại nè, lỗ nó bự lắm, nó có thể tuốt được những cái dạng phổ thông của mình. Ở đây nó để là 2.6, nhưng mà thực chất
2.6 là cái gục á ha. Anh em có thể chút tới 3.2. đây nè, nó để là 3.5 luôn nè, 3.5 ha, 3.5 ly đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt. Khi mà nếu mà anh em có những anh em đã có điều kiện mua hai, thử hai cái kìm này, mà chưa mua kìm này mà mua thử kìm này đi, sẽ khác biệt rõ tại sao nó mắc gấp 4 lần cái kìm này. Thứ nhất là cái lưỡi này à, cái lưỡi này là thép này, nó cái lưỡi dao là nó khác hoàn toàn. Khi mà đút vô cái cắt là nó giống như là chưa cắt vậy, giống như là chưa cắt vậy, nó ngọt đến nỗi gì đó, giống như là chưa cắt. Rồi còn cái phần tuốt này rất là đã luôn, nó rất là đẹp luôn ha. Thứ hai nữa là cái này nó bằng kim loại hết, nó bằng kim loại hết, cho nên là khi mà tuốt nhiều nó sẽ ít có bị hao, ít có bị ấy hơn, tức là có ít có bị gơ, bị lỏng lẻo. Đây là bằng nhôm hết, chỗ này nguyên thân này hết, không có chỗ nào bằng nhựa hết. Cho nên là chỉ là cái này là cái cán này nó bọc cao su thôi ha, toàn lại là kim loại hết. Còn cái đây là nó ở phần này là nó bằng nhựa, phần này là nó bằng nhựa, bằng nhựa, bằng nhựa ha. Còn đây là bằng kim loại 100% hết, kim loại hết, không có chỗ nào bằng nhựa. Và tuốt cực kỳ đã, cắt cũng ngọt nữa đó. Tại cái kia này sướng lắm, em nói thiệt, cái cây này xài là nó không không phải là bỏ tiền ra là đúng giá trị luôn á, không có phải mà tiếc nuối đó. Này là cái cử, cái cử để mình chỉnh chỉnh cái cỡ mà mình đút vô để mình tuốt ha. Đó, đút vô tới đây chẳng hạn. Rồi thì cái cây này giá của nó 1.450.000. Cái cây này là không có giảm giá được 1 đồng nào hết, tại vì quá mình tính giá này là 1.450.000 là ấy nè. Hôm trước mình tính 1.000.000 mấy đó nhưng mà là lỗ. Hôm nay mình tính lại thì mới ra là 1.450.000 là lời đó nè. Và mã đặt hàng của nó là ME2301. ME2301 phải 1.450.000 cho cái cây này. Đó. Thấy nó mắc vậy đó nhưng mà xài sướng lắm, mua thử cây đi. Để làm nghề làm bao. Bao phê. Thứ hai nữa là anh em đừng có kỳ vọng quá nhiều vào cái dụng cụ. Tại vì thật sự mà nói á, thì nếu mà sản xuất quá bền thì ai mua nữa. Làm sao hãng nó thể mà phát triển được và nó sinh tồn được khi mà anh em mua một cái sản phẩm mà anh em sử dụng hoài luôn, thì làm sao người ta có thể bán được sản phẩm thứ hai, bán được sản phẩm thứ ba. Cho nên là nó đến một cái chừng mực nào đó thôi. À, với cái giá trị khấu hao đó thôi. À, thí dụ như cái cây này anh em có thể sử dụng là 3 tháng, 2 tháng. À, thì cái cây này anh em có sử dụng 1 năm, 2 năm, cái cây này anh em có sử dụng 3 năm chẳng hạn, thì tới đó là nó sẽ hư, chứ không thể nào mà nó bền mãi theo thời gian được. À, đó, khấu hao. Thứ hai nữa là cái giá trị của cái kìm nó đem lại, đó là cái cảm giác khi chúng ta sử dụng. Và thứ hai nữa là nó rút ngắn được cái thời gian chúng ta sử dụng ha, nó chuyên nghiệp hơn, rút ngắn được thời gian và cái cảm giác khi chúng ta sử dụng cái công cụ đó. Giống như anh em mua một cái chiếc xe thay vì một chiếc xe cũ và một chiếc xe mới, nó khác nhau hoàn toàn. Cảm thấy thích thú hơn khi một chiếc xe mới, cảm thấy mua một chiếc xe xịn nó khác hơn một chiếc xe bình thường đó. Giữa một chiếc xe, ví dụ như một chiếc xe 4 chỗ rẻ tiền, một chiếc Morning à, thì cảm giác khác hơn khi mà chúng ta ngồi một chiếc Mercedes đó. Cho nên là cái giá thành nó cấu thành lên là cái sản phẩm nó là gì. Rồi cảm ơn anh em, cảm ơn chú bác đã quan tâm đến cái kênh. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin hoặc gọi điện vào số điện thoại 0933 119 666. Chào cả nhà, chào mọi người nha.